Thưa quý vị và các bạn, đã gần 4 năm sau khi triển khai dự án di dân tái định cư xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, nhưng hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng vẫn chưa được bồi thường, hỗ trợ tái định cư di rời đến nơi ở mới. Dự án khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà có tổng diện tích hơn 67 ha, nằm trên địa bàn hai phường Hải Bình và Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn. Dự án được đầu tư với mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng, xã hội tại nơi ở mới cho người dân xã Hải Hà, phải di rời do bị ảnh hưởng bởi các dự án trong khu vực khu kinh tế Nghi Sơn, tạo điều kiện để nhân dân ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội. Đây cũng là dự án trọng điểm liên quan đến phát triển cảng biển Nghi Sơn, tạo động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Theo kế hoạch, dự án được thực hiện trong thời gian không quá 5 năm kể từ năm 2019 đến năm 2023. Tuy nhiên, sau gần 4 năm triển khai, đến nay dự án vẫn chưa thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, khiến hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng, chưa được di rời đến nơi ở mới. Ông Mai Cọc Cường, Giám đốc Ban Giải phóng Mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư thị xã Nghi Sơn khẳng định. Đơn vị luôn xác định việc tháo gỡ vướng mắc để triển khai tốt công tác tái định cư cho các hộ dân ở các vùng dự án nhằm đẩy nhanh quá trình giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng. Liên quan đến nguồn kinh phí, năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã bố trí 36 tỷ đồng và năm 2022 bố trí 50 tỷ đồng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, tổng kinh phí để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng rất lớn, nguồn kinh phí này chưa đảm bảo nên trên cơ sở dự toán của dự án đã được phê duyệt, thị xã đề nghị tỉnh sớm bố trí kinh phí để đơn vị thực hiện các bước tiếp theo.